Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khẳng em ơi. Dư Khẳng kính chúc anh em một buổi xem video dễ em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sau xếp đồ của cao thủ Mid Yu tăng trưởng môn võ đan cho anh em xem nha em ơi. Và chúng ta cùng xem xếp đồ của cao thủ này sẽ như thế nào nha. Ok anh em. Và sau khi lên tăng trưởng môn thì ạc này đang có cho mình sở hữu cho mình một cái ấn tín võ đan tăng trưởng môn. Khánh tất cả năm. Thiên địa vô cực 1 cấp, nhân kiếm hợp nhất 1 cấp nha em ơi. Skill 9x 1 cấp nha em. Hạn sử dụng hơn 20 ngày. Và một con thối phiến tây vực phi dân khánh tất cả 4. Đó, cũng hạn sử dụng hơn 20 ngày. Kèm với một cái cây kiếm nữa mà Mít Du hiện tại không mang này mà. Và Mít Du đang mang lấy đam với một cây tím thanh long đao. Loi sắt nội công 192, sinh lực lực và kháng băng 25 nha năm. Thể lực 196. Và có thể nói là full set định quốc cực phẩm 50. Áo cực phẩm 50 phục hồi. Nón 30 mát. Áo phục hồi 50. Đai lưng cực phẩm 80 thì nhắn độc. Bao tay định quốc sinh lực mát 50, làm chậm 45. Một đôi giày tương đối mát, tóc 42, sinh lực 200. Kèm với một gia truyền cặp phong. Một gia truyền cặp phong kháng tất cả 24, kháng loài 40, thủ lý 22, kháng băng 30 và sinh lực 176. Kèm với một cái nhẫn lanh nhạc, nội lôi giới chỉ. Sinh lực là 195, làm chậm 48. Thời gian chống 40, quá đẹp, mắt đặt móc 40 chống tự nhẫn luôn. Và một nội lôi chỉ 2 cấp, kháng độc 28. Một nhẫn kháng họ 25, chống 40, sinh lực nỗ lực. Một ngọc bội phòng thủ lý 24. Đó. Một phi phong kỹ năng dũng có 1 cấp. Ở đợt này thì chúng ta nhìn sơ qua thì tầm này thì đặt móc 80 làm chậm nha em ơi. 40 nè, kèm với cái nhẫn này 48 nó đặt móc 80 làm chậm nha em ơi. Và nhẫn này 40 chón kèm với nhẫn này nữa là đặt móc 80 chón nha em. Đó, đặt móc 80 chón. 80 chón 80 chậm. Còn lại là hiệu ứng có thể nói là mát option. Mát phục hồi 50 nè. Mát định thời gian đọc 80 nè. Mát thủ lý nè. Và gia truyền cộng phòng khá tương đối mát. Rồi, quá đẹp. Và một cái tuyết hạ tinh sinh lực 200. Và đang thì ưu tiên sinh lực này mà. Như thế này là quá pin rồi này mà. Đồ auto sinh lực như thế nào. Hiện tại này đang top 1 server nha mọi người. Tại này đang top 1 server nha mọi người. Đó. Quá dữ luôn. Nói chung thì chúng ta cũng điểm sơ qua cái set đồ thì đầu server thì set cực phẩm thì tìm rất là hiếm nha mọi người. Một cái nón tương đương trung bình cũng từ 3 đến 5 triệu đầu server nha. Áo cũng vậy nè mà. Từ 3 đến 5 triệu một cái đó. Nhưng mà tầm này thì cả bộ này thì rẻ thôi nè mọi người. Cái bộ này mà đều nói thì rẻ rẻ nhưng mà tìm thì rất là hiếm nè mày. Tại vì Mít Du đã kiếm từ đầu server cho đến bây giờ là hơn 7 tháng rồi thì mới sở hữu được set mắt như thế này nè mày. Nên là giá trị của set đồ này Khải nghĩ cũng khá là cao nè mày. Về giá trị tinh thần thì khá là cao. Còn giá trị hiện tại thì theo Khải nôm na Khải dự đoán này, thì cái set định quốc này so đến hiện tại bây giờ thì set này khoảng tầm 5 triệu nè mày. Set mắt này khoảng tầm 5 triệu. Đó Khải dự đoán thôi nha. Chứ từ đầu server thì Mít Du sắm nó rất là đắt nè mày. Nhưng mà tầm này so với những món trang bị định quốc thường á, nó ra khá là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà đỡ mà mắt ộp như thế này thì không có nha năm. Nên là giá trị nó xuống thiệt nhưng mà nó vẫn còn một là gì đó này mà, hàng độc server nha năm. Rồi, bộ truyền cặp phong tương đối mát này mà. Giá này thì ở server cũng tương đối cũng hơn 5 triệu đó nè mà. Cũng hơn 5 triệu đó nè. Một giá truyền cặp phong có thể nói là quá đẹp dành cho đang. Rồi, nhắn nội lôi lên nhạc này thì cũng vài triệu nữa mà, từ 2 cho đến 4 triệu. Mà ra cái nhẫn này 40 chón là đặt móc rồi. Chỉ thiếu một cấp từ nội lưu trị nữa có thể nói là cái nhẫn này mắt mắt hoàn toàn rồi. Mà chưa mắt lắm, chỉ được 2 cấp thôi, nói chung là khá đẹp. Nhẫn này tương đương khoảng hơn 3 triệu đi nè. Ngọc bội này thì khoảng tầm 500.000. Cái đao này khoảng tầm 500.000. Nói chung là tổng set đồ này thì chúng ta nôm na thì có thể nói là hơn 15 củ nữa mà, hơn 15 củ. Hơn 15 triệu Việt Nam đồng thôi. Giá trị nhất vẫn là gia truyền cặp phong nha em ơi. Hơn 15 triệu Việt Nam đồng ở cái giá cái ạc cái set đồ này. Ạc thì chưa tính mà ạc này ở tấm 1 thì nói chung là giá trị khá là khủng nha em ơi. Đầu tư thực sự là vào rất là nhiều rồi, có 140 rồi nha anh em. Có 140 rồi. Đó. Nói chung là cả ạc cả đồ này nó chắc phải hơn gần 30 nha em ơi. Phải đầu tư vào gần 30 củ rồi. Phải gần 30 củ rồi. Rồi, nói chung thì anh em theo dõi video này thì đừng quên đó lại cho cao thủ võ đan tăng trưởng môn Mít Du một like và chia sẻ ủng hộ chơi và cũng như là ủng hộ video của Khải, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cứ tiếp tục những tháng tiếp theo tăng trưởng môn tháng mới Khải sẽ sau tiếp tục cho anh em xem. Và đây là tăng trưởng môn võ đan tháng 9 nha anh em ơi, tăng trưởng môn võ đan tháng 9 nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên like chia sẻ mạnh ủng hộ Khải nha anh em ơi.
Cứ chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Cái đồ quá.